Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm thị tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng có sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì uh, như chúng ta đã rất là quen thuộc rồi, một tuần thì chúng ta sẽ có một cái bản tin uh, để view lại uh, toàn bộ uh, các cái xu hướng của các cái nhóm ngành uh, và view lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua để chúng ta đánh giá xem thử uh, trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đã giao dịch như thế nào. Và đồng thời hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin uh, phân tích bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số vn index, chỉ số vn 30 và chỉ số phá sinh thì như các anh chị cũng nắm được rồi. À, cứ kết thúc một phiên giao dịch thì hùng sẽ làm một cái bản tin để chúng ta review lại bộ ba tham số để chúng ta xem thử xem là xu hướng của thị trường đang tích cực hay là tiêu cực. Thì các anh chị hiểu được cái nguyên lý vận hành của thị trường đó là gì, bộ ba tham số chung của thị trường nó giống như một cái đường ray cho một cái đoàn tàu nó chạy ở trên đấy và các cái đoàn tàu đó thì có thể là VIX có thể là HCM có thể là nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành banh bất động sản dân cư rồi nhóm ngành thủy sản nhóm ngành dệt may uh, nhóm ngành thép bất động sản uh, khu công nghiệp đầu tư công vân vân đấy là các cái đoàn tàu đó vậy thì cái đường ray đấy nó sẽ có một cái vai trò rất là định hướng nó định vị nó định hướng cho tất cả các cái nhóm ngành chạy theo cái đường ray đó vậy thì khi mà chúng ta À, phân tích uh, chúng ta phân tích được cái đúng và sát được cái bộ ba tham chiếu chung của thị trường á, thì như vậy là chúng ta sẽ có những cái định hướng uh, đứng đắn hơn và tích cực hơn và sát hơn uh, trong cái quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư. Thì uh, như vậy thôi, uh, bản phân tích định lượng thị trường tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, bộ ba tham chiếu chung của thị trường VN30, phá sinh và VN Index. Sau đó chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng như thường lệ thì vẫn là cổ phiếu nhóm trụ, uh, nhóm ngành bất động sản công nghiệp, nhóm thép, đầu tư công nhóm ngành bất động sản dân cư, nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì chúng ta có thể uh, uh, phân tích thêm một số các mã cổ phiếu khác. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. thì Các anh chị lưu ý tất cả uh, các cái nội dung uh, phân tích ở trên video mang quan điểm của cá nhân Hùng Lê. Vì vậy là nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng. Thì như Hùng đã có chia sẻ rồi uh, quá trình chúng ta đầu tư, quá trình mà chúng ta chia sẻ thì uh, đó tất cả những cái gì Hùng nói lên đó tất cả là đều là những cái kiến thức thực chiến và nó không vì bất kể một cái mục đích gì cả. Đó và mục đích cuối cùng đó là cái sự chia sẻ à làm sao đó để giúp cho anh chị em nhà đồng, nhà đầu tư của chúng ta có thêm có thêm một cái kênh thông tin các anh chị và đâu đó thì một số anh chị em cũng phản hồi hết sức là tích cực đấy là cứ cuối tuần thì mọi người sẽ chờ đợi một cái bản tin video của cá nhân đồng lê để các anh chị em của chúng ta sẽ định lượng thêm về cái cách vận hành của thị trường. Ok ở phần thứ nhất thì chúng ta sẽ view lại cùng view lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua. Chỉ số VN-Index phiên giao dịch ngày 13 đến ngày 17 tháng 5, chúng ta có 5 phiên giao dịch của tuần vừa qua là một tuần giao dịch hết sức là thành công. Và đặc biệt là cái điểm nhấn kỹ thuật của chỉ số VN-Index ở trong tuần vừa qua, nó đến từ phiên giao dịch của ngày 13 và ngày 14. Khi mà cái mô típ chung ở trong tuần vừa qua thì ông ừ, đã có phân tích khá là kỹ rồi. Đó là ừ, thị trường chúng ta sẽ tạo gáp tăng ở đầu phiên và sau đó nó tiếp tục lấp gáp Và đặc biệt là trong tuần vừa qua thì ừ, chúng ta đã nối tiếp cái câu chuyện là chỉ số VN-Index của chúng ta có một cái điểm tựa tâm lý ở vùng 1230, 1233 và 1235. Và trong tuần vừa qua thì chỉ số VN Index của chúng ta trong phiên giao dịch ngày 3 test về vùng 1233 điểm. Và sau đó rút chân lên và đến phiên giao dịch ngày 44 là một phiên mà chỉ số VN Index của chúng ta bật qua cái đường cản canh xu hướng và đến phiên giao dịch ngày 15 thì tỷ số này có gấp tăng mạnh từ đầu phiên và bắt đầu hoàn thành các cái target kỹ thuật tiếp theo. Thì như vậy là sóng hồi B của chúng ta đã chính thức hoàn thành được những cái target nào các anh chị? Thứ nhất là target 1 của sóng hồi B đã chính thức hoàn thành ở vùng 1222 điểm. Target 2 của sóng hồi B hoàn thành ở vùng 1.240 điểm. Target 3 của sóng hồi B hoàn thành ở mốc 1.265 điểm và hiện tại thì chúng ta đã tiến đến target 4 của chỉ số VN Index ở trong sóng hồi B. Đó là vùng 1.275 đến vùng 1.280 các anh chị vùng 1275 vùng 280 và phiên giao dịch của ngày hôm nay thì suýt soát một tí tẹo nữa thôi thì chỉ số VN Index của chúng ta sẽ tiệm cận đến vùng 1275 thì kết thúc phiên giao dịch của ngày 16, định hướng cho phiên giao dịch ngày 17 thì cũng có phân tích dự báo uh, VN Index chúng ta sẽ tiếp tục uh, tạo gáp tăng lên vùng 1272 điểm thì các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu phiên, uh, ngay lập tức chúng ta có một gáp tăng và sau đó nó có các cái điểm test lại gáp uh, khá là đẹp, nó test lại ở trên vùng 1265, tức là cái điểm test rất là là khỏe luôn. Và sau đó thì chỉ số VN Index chúng ta dập dìu quanh vùng 1270. Uh, có thời điểm suy soát đạt 1,275 và kết thúc phiên ở vùng 1,273 như vậy cũng tạm ổn Tức là nó đã uh, gọi là kéo lên được ở trên vùng 1,272 cộng Như vậy đó là một cái uh, xu hướng khá là tích cực Và dự báo cái mô típ uh, tiếp theo Ở uh, tuần phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới Index của chúng ta sẽ uh, có gáp tăng lên khoảng quanh vùng 1,275 cộng Sau đó thì chỉ số VN Index của chúng ta lại đi lớp gáp Và các cái điểm lớp uh, mục tiêu ở trong tuần tới đó là vùng 1265 và biên sâu hơn sẽ là vùng 1257 đến vùng 1260. Vùng 1257 đến vùng 1260 trở thành một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng và đắc lực cho chỉ số VN Index ở trong uh, các cái phiên giao dịch của tuần sắp tới. Tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy lồng tiếp tục mở cái target của sóng 3 à sóng 4. Uh, target 4 thì tuần trước là chúng ta phân tích target 4 ở vùng 1280 nhưng đến tuần này thì khả năng target 4 sẽ được mở lên <laughs> ở khoảng ở quanh vùng 1285 điểm. Uh, vì sao chúng ta lại đưa cái target này lên ở quanh vùng này thì tí nữa uh, vào bản tin tuần thì cũng sẽ phân tích các cái nhóm ngành Bởi vì cái động lượng của nhóm banh và nhóm bất động sản dân cư khả năng nó sẽ tiếp tục kéo Và có thể là trong tuần tới nhóm ngành chứng khoán nó cũng sẽ kéo nước rút Đó là một trong những cơ sở hết sức quan trọng để có thể uh, chúng ta kỳ vọng là nhịp này Thì đây chúng ta sẽ tiếp tục mở lên ở trên vùng 1285 điểm cộng, các anh chị lưu ý là như vậy và để mà hoàn thành được cái target này thì các anh chị lưu ý vùng 1265, 1260, vùng 1257 đó là uh, các cái điểm tỷ bật và để lên được target 4 như thế này thì điều kiện cần và đủ đó là chỉ số VN Index chúng ta phải test ở trên vùng 1257 điểm các anh chị lưu ý. Uh, bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích uh, sang chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua. Phiên giao dịch từ ngày 13 đến ngày 17 thì đối với chỉ số VN30 thì nó cũng song trùng với cái câu chuyện của chỉ số VNX. Điểm mấu chốt vấn đề đó là trong tuần vừa qua VN30 chúng ta test thành công ở vùng 1270 điểm cộng trừ 2 điểm và trong phiên giao dịch ngày 14 thì nó bứt lên trên kênh và đến phiên giao dịch ngày 15 thì như vậy là chỉ số VNX của chúng ta lần lượt hoàn thành các cái target mục tiêu vùng 1285, 1295 sau đó thì chúng ta tiếp tục tiến đến vùng 1305 đến vùng 1310 và kết thúc tuần thì như vậy là chỉ số VN30 của chúng ta cũng đóng ở mức rất là cao ở vùng 1310 và tuần vừa qua là một tuần giao dịch hết sức là thành công. Thế thì chúng ta có phiên giao dịch ngày 16 và 17, chỉ số VN30 chúng ta tích ở biên 1305 đến 1310, đây là cái những cái điểm tích lũy của chỉ số VN30 khá là đẹp. Uh, như chúng ta có phân tích dự báo phiên giao dịch ngày 7 thì VN30 sẽ có gáp tăng lên trên ở khoảng quanh vùng 1315 trên thực tế thì nó có kéo gáp và nó kéo được lên trên vùng 1312 và sau đó thì nó tích lũy ở vùng 1305 như vậy thì uh, mô típ để cho phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới thì khả năng chúng ta sẽ lặp lại kịch bản đó là ở uh, VN30 sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 1315 sau đó nó sẽ tích trả gáp lại các điểm trả gáp mục tiêu đó là vùng 1295 đến vùng 1300 điểm đây sẽ là cái biên hỗ trợ rất là quan trọng và đắc lực để giúp cho chỉ số VN30 chúng ta tiếp tục hành trình mục tiêu có thể nhịp này sẽ hướng về vùng 1320 điểm và mắc hơn có thể hướng về quanh vùng 1330 Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh ở trong tuần vừa qua và phái sinh thì cũng phân tích cho các anh chị ở trên trạc kỹ thuật mùa năm thì có những cái định hướng đã là quan trọng ví dụ như chúng ta dự báo là gì phái sinh của chúng ta sẽ có những gáp tăng về quanh vùng 1 điểm trong phiên giao dịch của ngày 13 và sau đó nó sẽ quay trở về test cap và các cái điểm test mục tiêu đó là vùng 1260 đến vùng 1265 điểm sâu hơn đúng không ạ? Tất cả những cái nội dung này thì Hùng đã có nói rồi chứ không phải bây giờ chúng ta mới nói bây giờ chúng ta view lại thôi. Đó, thì uh, điểm sâu hơn thì chúng ta có hỗ trợ tuần 1247 1250 1253 và uh, rất là tích cực khi mà chỉ số VN30F 1M chỉ test về sát vùng 1260. Đấy, như vậy là kể từ phiên giao dịch ngày 7 tháng 5 thì như vậy là phá sinh của chúng ta các anh chị nhìn thấy đấy ạ, phái sinh của chúng ta neo rất là tốt và nó neo được ở trên à, nó neo được ở trên vùng 1260, 1265 đó là một tín hiệu kỹ thuật hết sức là tích cực. Và kể từ đây thì hàng ngày thì các anh chị nắm được rồi, chúng ta phân tích cực sát luôn, cực sát luôn. Ví dụ đó, trong phiên ngày 15 thì chúng ta phân tích cáp tăng lên ở quanh vùng 1280, 1281 này. Đó và dần dần thì chúng ta nâng được <laughs> các target kỹ thuật của phá sinh cho đến thời điểm hiện tại đó là lên đến vùng 1.300 đến vùng 1305 và cá biệt thì phá sinh của chúng ta cũng có thời điểm đã đóng lên được đến vùng 1310 310 đây là một mức uh, tăng uh, khá là ấn tượng của chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua thì đến phiên giao dịch của ngày 17 uh, thì cũng có dự báo là gì gáp tăng nó sẽ dự uh, báo gáp tăng sẽ kéo lên vùng 1.315 tuy nhiên uh, đến phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là không có gáp tăng tuy nhiên các điểm test kỹ thuật của chỉ số phá sinh thì lại cực đẹp, các anh chị cực đẹp tức là À, chúng ta có nói đến vùng 1305, 1300 và 1295 thì chỉ số phái sinh chỉ test đến ở vùng 1302. Nó cứ lừng lừng như vậy, tức là biên 130 1300 đến vùng 1305 đã trở thành một cái biên hỗ trợ kỹ thuật khá là đắc lực. Và kết thúc viên, à, thì chúng ta lại à, có một cái điểm lo nhẹ các anh chị, vừa có một điểm lo nhẹ. Như vậy thì <laughs> cá nhân hùng lên thì tiếp tục dự báo là gì? À, cái kịch bản là gì? Phái sinh sẽ tiếp tục neo lên ở vùng 1315. Và sau đó thì à, chúng ta sẽ có ba cái điểm test mục tiêu 1305, 1300 và vùng 1295. Như vậy thì vùng 1295 đến vùng 1300 điểm trở thành cái điểm hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đắc lực cho chỉ số VN30 mươi chuyển phái sinh. Đó sẽ là những cái cơ sở hết sức quan trọng, cái anh chị hết sức quan trọng để uh, giúp cho chúng ta phân tích định lượng về cái dư địa để nhịp này phái sinh có thể tiếp tục kéo lên vùng 1320 và đến vùng 1330. Như vậy thì trong tuần tới, À, chúng ta có những cái điểm nút thắt về mặt kỹ thuật đó là VN30 và phá sinh hỗ trợ vùng 1295 đến vùng 1300 điểm. Target kỹ thuật ở 3, 1320 và 1330. Đối với chỉ số VN Index các anh chị lưu ý đó là vùng 1257 đến vùng 1260 à, là điểm nhận kỹ thuật cực kỳ quan trọng then chốt để à, chúng ta mở tiếp cái target 4 lên vùng 1275, 1280 và vùng mắt có thể hướng lên vùng 1285 điểm thì <laughs> quan điểm của cá nhân hùng lê là gì thì thường chúng ta luôn luôn biến động luôn luôn vận động và à, chúng ta sẽ có được à, dữ liệu ở trong phiên để chúng ta có thêm cái sự phân tích định lượng các anh chị nhé à, chúng ta không nói một cách phu vơ và chúng ta cũng không nói một cách ở trên trời, trên đất mà căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng sẽ phân tích và hiện tại thì một số các anh chị em cũng đang bị nhầm lẫn giữa sóng sóng b và sóng c thì sóng A thì là đương nhiên rồi, à, hình thành cái điểm chân sóng, hình thành ở phiên giao dịch của ngày 22 tháng 4. Tại thời điểm 10 giờ 30 phút của ngày 2 tháng 4 thì chúng nhận diện thấy dòng tiền chờ mua bắt đầu tăng đột biến và à, thị trường chúng ta bắt đầu phục hồi và cái quá trình phục hồi đó thì chúng ta đang xây dựng sóng B. Và trong cái tuần mà chúng ta có cái tuần từ phiên giao dịch ngày 7 tháng 5 á cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có một biên là 1233, 1233. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng và À, chúng ta thấy rằng là biên 1233 đến vùng 1260. Trước khi mà thị trường của chúng ta có phiên giao dịch bứt khỏi cái vùng cả 1260 ở trong phiên giao dịch của ngày 16 đúng không ạ? Và đến phiên giao dịch ngày nay là ngày 17 thì nó đang tiệm cận lại đến à, cái điểm à, mẫu chốt ở đây đó là target dưới ở vùng 1275 đến vùng 1280. Thì à, trên các độ kỹ thuật thì mình thấy rằng là xu hướng về dòng tiền. Ở đây các anh chị nhìn thấy là dòng tiền bắt đầu gì Tích cực tích cực lên tức là thanh khoản ở thị trường bắt đầu tăng lên điều này cho thấy là gì à, nhỏ lẻ với lại đấy tức là cái cách tạo lập là họ sẽ à, đánh cuốn và họ sẽ cuốn cái dòng tiền nhỏ lẻ fomo tức là đến cái thời điểm này thì có thể một số các nhà đầu tư họ cầm tiền họ không chịu được đựng đựng được và họ bắt đầu họ nhảy vào đó thì đấy là một cái cách mà tạo lập họ sẽ làm và tín hiệu đường mát thì vẫn đang khá là tích cực à, mở xanh à, tín hiệu đường giá thì vẫn đang cơ bản là ổn các anh chị cơ bản ổn và mẫu chốt ở đây là vùng 127 đến vùng 1260. Sẽ là cái biên mà chúng ta sẽ uh, tiếp tục phân tích để làm việc trong trường hợp chỉ số VN chúng ta vẫn tựa được ở trên cái điểm này. Thì như vậy uh, hướng đến vùng 1275, 1280 và vùng 1285 tạm thời như vậy. Và trong tuần thì cũng sẽ có thêm ở uh, những cái sự phân tích định hướng cho các anh chị em uh, trong cái quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư đúng không ạ? Thì uh, thị trường của chúng ta luôn luôn có những cái biến động uh, và và uh, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật Phần thứ hai chúng ta sẽ đi vào các cái nội dung chính đó là chúng ta sẽ view các cái nhóm ngành các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản gọi là cực kỳ cơ bản ở trên thị trường MWG chúng ta đã trong tuần thì chúng ta còn nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 57 và các cái kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 61 đến vùng 62 và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là MWG đã đạt được À, cái ta nghe kỹ thuật rất là cao 62 trên 62 và hiện tại nó đang bắt đầu chỉnh cung thì về quan điểm kỹ thuật là gì ở à, đây đang có một cái điểm test lại ở quanh vùng 59 này có thể tuần tới nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 57 đến khoảng vùng 58 và quan điểm kỹ thuật của cá nhân đồng lê là gì nếu như mà với của chúng ta không thủng vùng 57 ok các anh chị cứ nắm à, hoặc khi về đến vùng 57 này mà cảm thấy dòng tiền nó có những cái sự chuyển dịch tích cực thì chúng ta có thể mua thêm một ít đó và uh, hồi lên vùng 60, 62 thì chúng ta lại bán ra và target kỹ thuật ở trong nhịp này thì có thể hướng đến ở khoảng quanh vùng 65 Cổ phiếu Mansan uh, Trong tuần chúng ta có sự báo vùng chỉnh kỹ thuật 69 đến khoảng quanh vùng 70 Và chúng ta có những cái điểm uh, chỉnh khá sát ở khoảng quanh vùng 70.1 Các anh chị như vậy là uh, sát đấy đấy Nói chung là khá là sát đúng không ạ Và nó cũng hoàn thành được cái target 1 ở vùng 74 Và sau đó thì nó test này 72 và phiên kết tuần, phiên ngày hôm nay thì Marsan có một lực kéo khá là tốt ở cây đến giờ đầu phiên. Sau đó thì nó lưng khừng, nó tiếp tục đi ngang và tích lũy ở khoảng quanh vùng 75 như vậy tuần tới nếu có thì như vậy Marsan sẽ có những cái điểm test cung lại ở khoảng quanh vùng 74, 74.5. ở test tích lũy thành công ở vùng này thì nhịp này thì Masa sẽ tiếp tục hướng về target kỹ thuật ở vùng 78 cao hơn sẽ là vùng 80. Vinamilk ở trong tuần chúng ta có sự báo một cái target kỹ thuật lên ở khoảng quanh vùng 68.5 đến vùng 69. Tuy nhiên target này chưa đạt. À, và điểm tích cực đó là gì? 68.65.8 à, đến khoảng vùng 66.5. Đây các anh, anh chị. À, tuần vừa qua thì như vậy là Vinamilk test thành công ở vùng hỗ trợ có phục hồi lên được khoảng sít soát ở vùng 68 và đây đang có những điểm test lại. Như vậy tuần tới ở vùng 66.5 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật, mục tiêu test thành công ở điểm này chúng ta sẽ hướng tiếp tục mục tiêu ở vùng 68.5 đến khoảng quanh vùng 69. <laughs> G về cơ bản thì J cũng đã đạt được những cái target kỹ thuật cực đẹp ở trong tuần vừa qua, đó là tiếp tục công lên thành công ở target kỹ thuật vùng 68 và sau khi mà nó vượt qua cái vùng 68 thì ở đây ở phiên ngày hôm nay thì nó đang có xu hướng test nhẹ lại ở vùng cản như vậy tuần tới ở vùng 67 đến khoảng vùng 68 dự kiến G sẽ tiếp tục test và trong nhịp này thì như vậy J sẽ tiếp tục ngắm về khoảng target ở khoảng quanh vùng 70 dự báo là sẽ 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 thành công ở trong cái target này. trụ BVH thì đang có vẻ là đang 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 yếu hơn so với các cái mã cổ phiếu trụ mà chúng ta có phân tích định hướng về mặt lý thuyết thì trong tuần vừa qua vùng 40, 40.2 đã trở thành một cái biên hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt của à, gì của của cổ phiếu BVH mục tiêu thì chúng ta hướng đến vùng 41.5 nhưng mà trong tuần vừa qua thì lên được đến vùng 41 thôi và nó đang có những cái điểm test lại ở đây thì các điểm test ở khoảng quanh vùng 40.5, 40.6 khá là đẹp mục tiêu ở trong tuần thì chúng vẫn như vậy thôi à, sẽ tiếp tục đánh lên vùng cản kỹ thuật 41.5 và Xa hơn thì có thể hướng đến ở khoảng quanh vùng 42.4 đến khoảng vùng 42.5. Vích ở trong tuần vừa qua đạt được target 48 và sau một cái điểm kéo rất là rát ở trong phiên giao dịch ngày 14 thì nó bắt đầu nó quay lại nó test. Ở đây thì nó test các cái điểm quanh 46 khá là đẹp. Mục tiêu ở tuần tới sẽ hướng về 48. Xa hơn sẽ là vùng 50. <laughs> VinHome ngày hôm nay cũng có một cây nến kéo khá là tích cực ở đầu phiên. À gần gần kết phiên, phiên chiều. Thì trong tuần vừa qua chúng ta có dự báo cái điểm chỉnh kỹ thuật của Vinhome ở khoảng quanh vùng 40. Đây có điểm test 40, sau đó thì uh, nó cũng có một cái điểm kéo về 41, nó chưa đạt được cái target kỳ vọng ở quanh vùng 41.5, nó lên đến 41 thì nó lại test lại lần hai ở quanh vùng 40 40.2. Sau đó nó lại tiếp tục kéo lên vùng 41.3 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có những cái điểm kéo khá là tích cực như vậy thì tuần tới chúng ta dự báo ở khoảng quanh vùng 40.5 đến khoảng vùng 46. Ở đây thì <laughs> VinHome sẽ quay trở về test cung kỹ thuật ở đây, test tư thành công. thì Như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, dự báo hướng về vùng giá mục tiêu 41, 41.5. Và điểm này thì uh, tuần này thì tuần tới thì có thể là tạo lập họ sẽ kéo trụ và chúng ta sẽ uh, kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 42 đến khoảng vùng 42.3. Nhóm máy mình sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Ờ cổ phiếu ITA như chúng ta đã có phân tích trong các tuần trước đây thì ITA có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 4.9 và mục tiêu thì nó sẽ hướng về vùng 5.3. Đây các anh chị, tuần này suy soát ở vùng 5.3. Khi mà nó đạt vùng 5.3 thì nó đã có những cái điểm test kỹ thuật test công kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày 17 và kết phiên thì có hai cái điểm kéo long khá là tích cực. Như vậy tuần tới thì mục tiêu sẽ hướng về vùng 5.3 và điểm xa hơn sẽ là vùng 5.5. Ở cổ phiếu KBC dự báo test ở điểm 29.5 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 29 nhưng trên thực tế trong tuần vừa qua thì nó test về khoảng quanh vùng 29.6. Các cái kỹ thuật ở vùng 31 31.5 thì như vậy là suy sát đạt ở vùng 31 và hiện tại thì KBC đang có cái điểm tích lũy ở 30 30.5 với góc độ kỹ thuật hiện tại thì các cái tài khoản của chúng ta đang cầm theo quan điểm của hùng là các anh chị có thể ăn nhẹ khoảng 20 đến 30 phần vị thế mục tiêu thì sẽ thoát 31 để nhịp này KBC dự kiến sẽ kéo về khoảng quanh vùng 33 ở cổ phiếu SSC ở trong tuần vừa qua thì nó cũng rất là tích cực khi chúng ta có dự báo cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 41 41.5 đây nó test luôn ở trong phiên giao dịch ngày 13 Target kỹ thuật hướng về vùng 43.5 đến vùng 44 thì đây nó đã đạt được 43.8 và uh, tiếp tục test lại ở vùng 42.5, 42.7. Ở phiên ngày hôm nay thì lại tiếp tục kéo vượt vùng 43.5 và chúng ta có hai cây nến test. Như vậy trong tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục ở khoảng quanh biên hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 42.5, 42.7. Mục tiêu ở trong ngắn hạn 42.5, 42.7 và mục tiêu mục tiêu trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục Uh, dự báo dự báo về mặt xu hướng kỹ thuật là sẽ vượt thoát vùng 43.5 đến vùng 44 và hướng về uh, cái cản kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 45.5 IDC uh, trong tuần vừa qua nhìn chung thì target kỹ thuật thì chưa đạt nhưng mà cái cách nó đi thì cũng khá là tích cực khi uh, nó có cái điểm hỗ trợ đây đó là vùng 61 anh chị này 61 nhé và target kỹ thuật chúng ta đề lên 65 thì trong tuần nó đi lên được 64 và nó quay trở lại test ở khoảng quanh vùng 62 đến vùng 62.4 Khả năng tuần tới thì <laughs> Nó sẽ tiếp tục test ở vùng này Và test tích lũy thành công Trên vùng 62 cộng Thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 65 Và điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 66 Cổ phiếu VGC đấy, Trong tuần chúng ta có dự báo vùng 53 Vùng 52.5 đến khoảng vùng 53 Đấy là biên hỗ trợ kỹ thuật và target kỹ thuật thì hướng về vùng kỹ thuật 56 Trong tuần thì lên được vùng 55 cộng rồi Nó đang có những cái điểm test kỹ thuật Theo Hùng là khá đẹp ở quanh vùng 54.2 tuần tới Nếu có thì khả năng quanh vùng 54.2 Mục tiêu thì vẫn là 56 Xa hơn sẽ là vùng 58 ở Cổ phiếu tiếp Vùng 23.5 23.3 đây các anh chị nhé cái đường lai ngang đây là 23.5 này đấy thì trong tuần nó test ở trong phiên giao dịch ngày 13 ta ghét kỹ thuật mục tiêu là vùng 24.5 thì phiên ngày hôm nay nó đã đạt bản chất là phiên 16 nó đã đạt vùng 24.5 rồi những phiên ngày hôm nay thì khuyến mại thêm cho các anh chị khoảng tầm quanh vùng 24.7 biên hỗ trợ tuần tới ở vùng 24.35 đến vùng 24.5 test tích đi thành công ở vùng này mục tiêu sẽ hướng về tiếp theo tức là cái target tuần mùng có đạt lên đó là target 1 24.5 target 2 ở vùng 25 thì tuần tới là nó sẽ hướng về target tiếp theo đó là vùng 25 điểm xa hơn sẽ là vùng 26.5 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công nhóm ngành đầu tư công các anh chị cổ phiếu KSB ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có phân tích cái vùng hỗ trợ cái tuần 21.7 với mục tiêu sẽ hướng lại cả cái tuần 24 đến vùng 24.5 trên lý thuyết thì như vậy là gì KSB nó chưa đạt được Uh, nó chưa đạt được đến cái 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 cái, cái mốc uh, kỹ thuật như vậy và tuần này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục dự báo ở khoảng quanh vùng uh, tiếp tục quay trở về test tích lũy ở vùng 21.7 và mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại vùng 24 đến khoảng vùng 24.5. Cổ phiếu PLC. Uh, trong tuần ở đây các anh chị nha chúng ta có phân tích vùng 26.7 đến à 27.6 đến khoảng quanh vùng 28 có luôn phiên giao dịch ngày 4 và 15. Cổ phiếu tích lý khá là tốt với target mục tiêu hướng về vùng 30, lực cầu ở trong phiên kết tuần khá là ổn mặc dù là cái điểm đóng đến không được cao nhất nhưng với cái cách vận hành như thế này thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 30 và target này là khả thi. Cổ phiếu VCG 22.3 với mục tiêu là 23.5 và mục tiêu ở trong tuần thì như vậy là VCG chưa có đạt được với cách vận hành như hiện tại thì khả năng là VCG sẽ có những điểm test lại ở khoảng quanh vùng 22.5 đó và test thành công ở điểm này thì như vậy thôi ở mục tiêu thì chúng ta sẽ đặt uh, nó hoàn thành cái cái điểm mà nó đang giao dở ở đây đó là vùng 23.5 FCN nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì uh, tích lũy đi ngang và cái biên hỗ trợ mà chúng ta có phân tích đối với mã cổ phiếu này đó là vùng 15 3 nha 15 3 15 năm thì về cơ bản là đến cả kể cả đến phiên ngày hôm nay thì nó vẫn tiếp tục nó đi ngang ở quanh biên này thôi cản trên thì vùng 16 có điểm chạm 16 nhưng mà nó không bứt qua được dự báo tuần tới thì mô típ nó lại như vậy thôi thích lý thành công ở biên hỗ trợ này thì tiếp tục hướng về vùng 16 và xa hơn sẽ là vùng 17 cổ phiếu LCG à, LCG nhìn chung là đây xem nào 11.5 đến vùng 11.7 à hướng về vùng 12.7 12.8 nhưng mà cũng chưa đạt. LCG thì nó lại đang có cái điểm tích lũy lại quanh vùng 12 khá là đẹp, tuần tới thì khả năng quanh vùng 11 9, vùng 12 test tích lũy thành công ở điểm này thì chúng ta lại tiếp tục cùng 12 6 12 7. cổ phiếu hhV 124.126 là biên hỗ trợ kỹ thuật và target tuần thì chúng ta có đặt ở vùng 13.5 lên được đến 13.4 rồi còn có 0.1 like nữa là hoàn thành và sau cái điểm đó thì như vậy là nó lại đang quay trở về à, có những cái điểm quay trở về chỉnh cung và test tích lũy như vậy thì tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 13 khoảng quanh vùng 13 test tích lũy thành công ở điểm này tiếp tục hướng về target kỹ thuật 13.5 và sau đó hướng lên đẹp nữa thì có thể hướng về được quanh vùng cả 14. Nhóm anh mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm anh thép thì hiện tại thép đang khá là đẹp. Trong tuần vừa qua thì cũng thấy rằng là cái cách tích lũy của nhóm này và cái cách vận hành của nó đang khá là ok. Hòa Phát dự báo biên chỉnh cung mục tiêu vùng 29.5 29.7 và trên thực tế thì Hòa Phát chỉ test nhẹ ở khoảng quanh vùng 30 ta các kỹ thuật hướng về vùng 31.5 thì đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu này đã chính thức đạt vùng 31.5 và kết tuần ở vùng 31.6 như vậy ở đây thì Hòa Phát có một cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật ở đây đó là vùng 31 đến 31.5 đến vùng 32 đây đang là vùng cản và vùng cản này nó mang tính gọi là cản trung hạn đi cũng có thể gọi là cản trung hạn và trong trường hợp nếu như trong tuần tới thuận anh chị nhé về cái cách đi này thì hùng dự báo là khả năng là thuận thì Hòa Phát sẽ vượt vùng 32 sau đó rướn lên ở trên vùng 33 và nó sẽ thực hiện lại một lần nữa cái động tác test cung tức là nó sẽ test lại ở trên vùng 31 31.5 và test thành công ở vùng này thì như vậy là khả năng cao thì Hòa Phát sẽ bắt đầu mở trên mở trên anh chị còn mở trên đi đâu thì cái đầu sẽ phân tích căn cứ tín hiệu thì cũng sẽ phân tích HSG thì như chúng ta đã phân tích ở trong tuần vừa qua, ở tuần trước thì với cái đà đi hiện tại như vậy thì HSG sẽ hướng về target kỹ thuật ở vùng 21.5. Thì các anh chị để ý, thấy là phiên giao dịch của ngày 16 thì hòa HSG hoàn thành cái target mục tiêu ở 21.5. Sau đó thì phiên ngày hôm nay nó tiếp tục có một cái điểm test ở quanh vùng 21.3, 21.3, 21 và kết thúc phiên thì đóng cửa vùng 21.85 với cây nến uh, tuần và có thể gọi là một cây nến tuần khá là thành công của Hoa Sen. Như vậy với đàn tích cực như vậy thì tuần tới sẽ tiếp tục công vùng cả cái thuật 22 và điểm xa hơn sẽ hướng về khoảng quanh vùng 23. Ở cổ phiếu Nam Kim ở trong tuần vừa qua cũng có một cái đà giao dịch khá là tích cực khi mà chúng ta đã cái tuần mà từ ngày 8 đến ngày 10 các anh chị thì cũng đã có phân tích cái điểm 23. 23 23.2 đây các anh chị này trong phiên giao dịch ngày 8 nó có điểm này và cái cản cái thuật của nó ở đây là vùng 24 và sau à, sau những cái điểm test như vậy rồi ấy, thì như vậy là đây chúng ta có cái phiên kết tuần thì như vậy là nam kim cũng đã có sự phục hồi khá là tốt. Thì mục tiêu chúng ta có nói đến là vùng 24 sau đó sẽ hướng về vùng 25. Suýt soát, suýt soát ở phiên giao dịch ngày 16 thì nó đạt đến target cái kế thuật 25 và phiên ngày hôm nay thì cái mẫu chốt đây này. Phiên ngày hôm nay đã có một cái điểm test trả lại ở vùng 24 24.2. À, trước khi mà nó có sự phục hồi nó kéo ở đây. Như vậy với lực tích cực hiện tại thì tuần tới tiếp tục à, dấn lên vùng 25. Đây là target giang dở mà chúng ta đặt ra trong tuần vừa qua. À, bứt được qua vùng 25 thì như vậy là à, Nam Kim sẽ hướng đến vùng 26. VGS thì có thể gọi là siêu siêu phẩm của nhóm ngành thép mà như đã có phân tích chia sẻ là đối với cái mã cổ phiếu này thì nó đánh T0 với lại T1 cực ráp luôn. Và trong tuần vừa qua thì gần như là VGS à, đẹp và nó hoàn thành vượt mức ở những cái target kỹ thuật đó là uh, chúng ta phân tích cái điểm gọi là điểm gì điểm chỉ cung mục tiêu ở quanh vùng 29 đây các anh chị này cây nến này là xuyên thoát ở vùng 29.2 hoàn thành target mục tiêu 32 sau sau cái điểm 32 thì nó test nhẹ lại ở quanh vùng 30.5 khá là đẹp luôn trong phiên giao dịch ngày hôm nay và kết thúc bằng một cây nến uh, kéo lên vùng 34 với lực cầu tích cực như vậy tuần tới thì khả năng là nó sẽ tiếp tục kéo vùng 35 và cái câu chuyện ở VGS kéo về 4x nó chỉ còn là thời gian thôi Và khả năng trong nhịp này thì VGS hoàn toàn có thể à, Hoàn thành được cái target à, mục tiêu ở khoảng quanh vùng 40 Cổ phiếu TLH Đấy tuần trước phân tích cho các anh chị ở quanh điểm 7.2 hỗ trợ mục tiêu tuần này công vùng 7.5 Công xong rồi Hướng về vùng 8 và <laughs> Mẫu chốt kỹ thuật là một cái phiên, ngày hôm nay là một phiên rất là hay Đấy nó sau khi mà nó lên đến vùng 7.8 thì nó quay trở về nó test này Nó test lại cái vùng 7.5 và phục hồi lên Và như vậy với là hiện tại chúng ta sẽ hướng đến vùng cản 8 điểm xa hơn thì có thể hướng về khoảng quanh vùng 8.3 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì hiện tại là trong tuần vừa qua bất động sản dân cư nó chưa kéo các anh chị bất động sản dân tư nó chưa kéo nó chủ yếu là nó tích lũy thôi nên có thể có thể tuần tới à có thể tuần tới thì tạo lập họ sẽ sử dụng nhóm ngành bất động sản dân cư để họ kéo tức là trong cái thời điểm hiện tại khi mà chỉ số vn index của chúng ta vượt lên được ở khoảng quanh vùng 1275 đến vùng 1280 thì như vậy là tạo lập họ sẽ tìm cách họ nâng đỡ à, đỡ nhóm này thì chốt nhóm kia chốt nhóm kia thì đỡ nhóm này và nó cứ luôn chuyển như vậy để nó đánh cuốn cái dòng tiền à, nhỏ lẻ của nhà đầu tư cá nhân fomo vào đó và khi nào mà họ phân phối đủ nói chung là họ phân phối đủ họ phân phối xong thì cái đó thì khả năng thị trường sẽ bắt đầu bước vào một nhịp chỉnh và khi nào chỉnh chỉnh như thế nào thì chúng ta lại phải gì chúng ta phải chờ tín hiệu để chúng ta phân tích chúng ta nói một cách vu vơ đúng không ạ cổ phiếu xe ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có một cái điểm tích lũy khá là tốt ở vùng 18 chấm 3 18.5 đấy các anh chị này loanh quanh ở đây nó tích khá là tốt này và thậm chí ở trong tuần trước nữa ấy nó bám biên 18.5 khá là tốt và có thời điểm vượt lên vùng 19.5. Như vậy tuần tới ở vùng 18 9 đến khoảng vùng 19.1. Kỳ vọng là tích lũy thành công và sau đó thì uh, sale sẽ uh, tiến hành uh, cái điểm break uh, vượt cái vùng cản kỹ thuật ở quanh vùng 20. Hà đô <laughs> tích cực với phiên kéo ngày hôm nay hay ngày hôm qua nhỉ? Ngày hôm nay. Ngày hôm nay Hà đô rất tích cực. Đấy thì trong tuần vừa qua chúng ta phân tích cái điểm 26.5 đến vùng 26.8 và cái đường line này các anh chị là vùng 26.8 đấy ạ. Nó có cái điểm test 26.8 đấy ạ. Phiên giao dịch của ngày 13. Target kỹ thuật thì chúng ta dự target 1 28, target 2 vùng 28.5 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì vượt vượt mục tiêu đúng không ạ? Vượt mục tiêu và khuyến mại lên đến vùng 29.3. Thông thường thì thằng Hà Đô sau khi nó kéo thì nó sẽ quay trở lại nó test và <laughs> các cái điểm test kỹ thuật thì chúng ta có thể dự báo lại quanh vùng 28.5 điểm test sâu hơn sẽ là quanh vùng 28 test đi thành thành công ở điểm này. Target kỹ thuật tiếp theo của Hà Đô có thể ngắm lên ở quanh vùng 7. ADC cũng có một cái điểm mà cây đến giờ gần kết thúc phiên, đến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ kéo rất là sung luôn. Thì trong tuần vừa qua chúng ta có dự báo này điểm 28.5, đúng không anh chị? Đó là địa biên hỗ trợ kỹ thuật thì về cơ bản thì nó test ở vùng 28.5, 28.7. Target mục tiêu là vùng 30 thì đến bản chất ở phiên ngày 16 thì nó suy soát đạt rồi. Và sau một cái điểm uh, <laughs> chạm về vùng 30 thì nó quay trở lại nó test lại ở khoảng quanh vùng 29.3, 29 năm khá là đẹp Cây đến giờ này thì là một cây đến giờ khá là bất ngờ Nói chung là với một cái lực cầu nó khoảng tầm 2 triệu Nó vượt nó gấp với trung bình đường MA21 nó gấp khoảng tầm độ bao nhiêu 4-5 lần ở đây Tức là một cây nến kéo rất là bất ngờ Và sau đó thì nó có một điểm cây nến test thứ nhất Thường thì nó sẽ quay trở lại nó test và HDC uh, kỳ vọng sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 30, 30.2, 30.5 Tết lý thành công ở nhịp này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng cái vùng cảng kỹ thuật của HDC lên khoảng quanh vùng 32. Nam Long ở trong tuần vừa qua cũng rất là tích cực và cái cách giao dịch của Nam Long thì rất là happy luôn. Nó cứ đi chậm chậm, túc tắc thế thôi và nó đi. Thì như chúng ta đã có phân tích dự báo ở tuần này thì Nam Long sẽ hướng về cái vùng cảng kỹ thuật ở vùng 43 và chính thức đạt được ở trong phiên giao dịch ngày 16. Phiên ngày 17 thì vượt lên trên vùng 43 và test lại 43. Tức là như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái mô típ của của tạo lập con này rất hay đó. hay ở chỗ nào thì các anh chị cũng hiểu rồi tức là đánh vượt cản và test lại cản sau đó tiếp tục kéo thì với đa kéo hiện tại như thế này lực cầu khá là tốt luôn phiên giao dịch ngày 16 17 thì Nam Long đang có một cái lực cầu tốt tích cực dự báo hướng về vùng 4, 4 5 điểm xa hơn sẽ là vùng 46 KDH ổn và đây cũng là một cái mã cổ phiếu vùng lọc ra để mình phân tích các anh chị trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư đó, vùng 35.4 đến vùng 35.5 đây các anh chị. À, đã trở thành một biên hỗ trợ cực kỳ là hot luôn. Và từ đây thì Hùng dự báo là gì? Nó sẽ kéo lên vùng 36.5, đạt luôn target 36.5 ở trong phiên giao dịch ngày 13. Dự báo test lại. À, nhưng mà cái điểm test này cực đẹp. Tức là chúng ta dự báo là nó test lại ở quả quanh vùng 35.5 nhưng trên thực tế là trong tuần vừa qua nó không test lại đây. Và tiếp tục kéo target 2 đó, lên được quanh vùng 37. Rồi xong đó nó lại tiếp tục test ở vùng 36.3, 36.5 Với đà hiện tại khả năng tuần tới thì ờ, <laughs> à, Chúng ta sẽ dự báo là bứt vùng 37 anh chị Khả năng 55 bứt vùng 37 hướng đến vùng 38 À KDH sẽ bứt vùng 37 hướng đến vùng 38 Đạt Phương cũng uh, cực nét ở trong tuần vừa qua <laughs> dự báo chỉnh lại quanh vùng 48. Đây các anh chị nó chỉ có phiên giao dịch ngày 13 14 nó test thôi, nó test sát vùng 48 thôi. À, sau đó thì cổ phiếu này chính thức hoàn thành được cái target vùng 54. Và tại vùng 54 thì nó test lừng hừng lừng hừng lình hừng này và đây phiên ngày hôm nay lực 17, lực cầu khá là tốt và đang hướng về điểm tiếp theo vùng 57, vùng 58 và khả năng ở trong hiệp này thì Đạt Phương sẽ kéo về vùng 60. Và cái xu hướng kỹ thuật của Đạt Phương thì đang rất ok các anh chị. <laughs> DG các anh chị có thể thu gom thêm được rồi. Nhìn cái cách đánh của DG như này là cũng khá là ổn đấy. Qua quanh vùng 27.5 đến vùng 28 này, tuần vừa qua có một cái điểm test hỗ trợ này, cả kỹ thuật ở đây là vùng 29 này thì nó công này. Bản chất là tuần trước ở phiên giao dịch ngày 9, ngày 9 nó cũng công rồi và chúng ta dự báo nó test về thì nó đã test và nó tiếp tục phiên ngày 16. Và phiên ngày hôm nay là phiên ngày 17, tiếp tục công vùng 29 cộng và đóng cửa vùng 29.2 à, với này tại như thế này thì chúng ta dự báo là gì ở vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 đó là cái cái đích đến tiếp theo dự báo tiếp theo của cổ phiếu DG đất xanh thì đang tuần vừa qua nó cũng tích lũy khá là tích cực dự báo ở vùng 16.5 và công lên vùng cản 17.5 thì đây phiên 16 là công cản 17.5 phiên ngày hôm nay tiếp tục công cản 17.5 nhưng công không thành thì cái cách thức vận hành như thế này thì khả năng là tuần tới cổ phiếu đất xanh sẽ tiếp tục bứt vùng 7.5 và à, uh, chúng ta sẽ tiếp tục à, uh, ngắm lại ở đây là vùng 19 khoảng 19.2 của đất xanh Novaland chủ đạo tích lũy ở trong tuần vừa qua chúng ta phân tích ở vùng 13.5 đó là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật khá, khá là quan trọng và nó tích ở phiên giao dịch ngày 13 14 ngày 15 thì có một lực cầu kéo lên khá là tích cực và phiên 16 17 thì nó tích lũy ở trên vùng 14 cộng như vậy tuần tới nếu có lắc thì nó lắc về khoảng quanh vùng 14 các anh chị có thể thu gom nhẹ mục tiêu ở trong nhịp này thì uh, Thuận thôi thì nó sẽ hướng về khoảng quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 16 PDR thì các anh chị lưu ý nha đến tuần này thì đã bắt đầu <laughs> Thực hiện quyền mua Anh chị nhớ thao tác Thực hiện quyền mua thì Đối với mã cổ phiếu này Sau khi chia đó, Sau khi chia tách xong Thì chúng ta phân tích một cái điểm kỹ thuật ở vùng 26 Điểm chỉnh cung ở đây là vùng 24.3 24.5 Trên thực tế thì nó không test về đến điểm này mà nó chỉ test về đến 25 à Ờ đúng rồi Tức là cổ phiếu rất khỏe các anh chị Chúng ta dự báo ở một cái mốc 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 vùng 24.5 Nhưng nó test ở vùng 25 Điều đó chúng ta cho thấy là cổ phiếu rất là khỏe Và ở đây thì nó đang ngập ngừng ngập ngừng Ở quanh vùng 26 Tuần tới nếu có thì Khả năng nó sẽ Nếu có test thì nó sẽ test về khoảng quanh vùng 25.5 Nếu có các anh chị Và khả năng nhịp này thì tạo lập họ sẽ tiếp tục đẩy lên Họ sẽ tiếp tục đẩy bứt vùng 26 và Đâu đó thì chúng ta có thể kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 27.5. Nhóm ngành mà Hùng sẽ đi phân tích cho các em chỉ tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì đối với nhóm ngành chứng khoán trong tuần vừa qua là một nhóm ngành thành công. Khi mà tất cả các mã cổ phiếu mà Hùng phân tích cùng lọc ra Hùng phân tích cho các anh chị á thì nó đều test thành công ở vùng hỗ trợ và công thành công ở target mục tiêu thì đó là cái đặc tính của nhóm ngành chứng khoán ở trong tuần vừa qua. Cổ phiếu VC2 dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 47 đến vùng 47.5 thì các anh chị để ý thấy là nó phiên giao dịch ngày 13 và ngày 14 nó chỉ test sát ở vùng 47.5 thôi. Target 1 của VC2 ở vùng 49, target 2 ở vùng 50 thì trong tuần nay là suy soát đạt được các anh chị ở lên được khoảng vùng 49.8 rồi. Tí theo nữa là lên đến vùng 50 thôi. Đó và ở đây thì nó lại hình thành một cái điểm tích lũy khá là hay ở vùng 48.6. Đến khoảng vùng 49 kỳ vọng tích lũy thành công ở vùng này. Tuần tới thì uh, tạo lập họ sẽ FOMO để họ họ kéo đẩy cái dòng tiền lên. Thì như vậy là có thể là VCA sẽ tiếp tục vượt thoát vùng 50 và nó sẽ hướng đến khoảng quanh vùng 51.5 đến khoảng quanh vùng 52. Cổ phiếu <laughs> HCM ở đây đấy, 27.7 đến vùng 28. Ok có điểm test sát ở vùng 28 phía giao dịch ngày 13. Target 1 ở vùng 29, target 2 ở vùng 30. Nói chung suýt sát đạt 30 rồi và đây nó có hai phiên nó test lại vùng 29 khá là đẹp với mục tiêu hiện tại thì như vậy là HCM sẽ ở uh, tuần tới khả năng cũng sẽ có những điểm để kéo break vùng 30 và trong trường hợp nếu bứt được vùng 30 thì như vậy là chúng ta có thể hướng cái target kỹ thuật tiếp theo lên khoảng vùng 31 cổ phiếu SSI ở trong tuần vừa qua Đấy, SSI trong tuần vừa qua ở vùng 34 7 đến vùng 35 đây là vùng 35 các anh chị nhá và target 1 của SSI ở vùng 36 target 2 ở vùng 36.5 thì cơ bản hoàn thành đấy khuyến mại thêm cho chỗ này có hình như 36.6 hay 36.7 khuyến mại thêm một tí và uh, sau, sau khi nó hoàn thành xong target thì nó lại có một cái điểm ở đây là 35.8 đến khoảng vùng 36 <laughs> khá là đẹp tuần tới nếu có test thì nó test về đây trong nhịp này thì khả năng là nó sẽ bứt vùng 36.5 để hướng uh, cái target kỹ thuật về khoảng quanh vùng 37.5 VND thì đến phiên kết tuần mới bắt đầu gọi là dựng đứng, đúng không ạ? Về cơ bản thì uh, kể từ phiên giao dịch của ngày 3 tháng 5 cho đến thời điểm tại thì chúng ta có phân tích một cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 20.20.4 .20 khá là tích cực và các cái kỹ thuật ở vùng 20.21.6 thì đến phiên giao dịch ngày hôm nay chính thức đạt và mắc thì nó kéo lên vùng 21.9 ở cây đến giờ kết thúc phiên. Như vậy thì tuần tới uh, sau một cái điểm kéo này là điểm kéo khá là bất thường 13 triệu, một cái anh chị tức là nó gấp 3 4 lần cái đường MA21 ở đây. Cho nên là gì nó sẽ quay trở lại ở vùng 21.6. 21 nói chung là khoảng quanh vùng 21.4 cộng trừ 0.2 cắt đi thành công vùng này thì khi đó thì chúng ta mới tiếp tục nâng được cái ta cái thuật lên khoảng quanh vùng 23 FTS ở trong tuần vừa qua chia tách và đến thời điểm hiện tại thì gần như FTS cũng đã <laughs> va đến cái vùng cản trung hạn tức là hết cản các anh chị và vùng 46.6 đến vùng 47 đó là vùng hết cản À, tuần vừa qua chia cổ tức và sau khi chia xong thì chúng ta sẽ phải set up lại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó là vùng 41.5 đến vùng 42 cả kỹ thuật trên là vùng sáu đến vùng 47 động thái neo ngang ở phiên giao dịch ngày hôm nay tạo gáp tăng à, đâu phiên giao dịch ngày hôm qua là nó tạo gáp tăng xong rồi nó tiếp tục neo ngang ở quanh vùng 46 như vậy có thể chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 45 điểm sâu hơn thì đâu đó nó có lấp về khoảng quanh vùng 43.5 không đó đại loại là một hai điểm lấp đây và nó sẽ FOMO. Để kéo dòng tiền lên ở khoảng quanh vùng 49 Có khi thuận thuận là cái con này nó kéo nhanh lắm, nó chỉ cần khoảng tầm hai cây đến giờ nó kéo thôi, nó vút lên khoảng 49, khoảng quanh vùng 50 SHS cũng trong tuần vừa qua khá là tích cực, anh chị có thể thu gom và nắm giữ thêm Các cái tuần trước thì cũng có phân tích ở vùng 18 này, sau đó chúng ta hướng về vùng 18.4 và mục tiêu thì sẽ công về vùng 19.5 và tuần này thì chính thức là hoàn thành target 19.5 rồi và target 20.5 thì chưa đạt được đến chưa đạt đến thì tuần tới khả năng nó sẽ có những cái điểm test lại khoảng quanh vùng 19.2 19.5 test như thành công ở vùng này thì mục tiêu là 20.5 và xa hơn thì sẽ hướng về vùng cản 21 cổ phiếu VX thì đến thời điểm hiện tại thì xu hướng cái thuật theo quan điểm của Hùng là nó vẫn rất là ok rồi chúng ta sẽ view lại đây thì cái đoạn mà vùng 16 8 17 tuần trước những cái điểm trước là chúng ta view rồi các anh chị nhé và tuần này thì như vậy là target 1 của VX là 18 target 2 là vùng 19 thì nó đã đạt được cái target 1 vùng 18 và sau phiên giao dịch 16 17 thì nó đang tích lũy ở trên vùng 18 cộng và cái cách tích lũy này thì quan điểm cá nhân cùng đây là tích khá là đẹp tuần tới nếu có thì chúng ta sẽ dự báo có 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 thể là nó sẽ có những cái điểm test lại quanh quanh vùng 18 và mục tiêu sẽ có vùng 19 và vượt vùng 19 thì uh, VX nó cũng sẽ kéo rất là nhanh thôi nhịp này thì đâu đó khả quan khả quan thì nó sẽ 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 lượn lượn lên khoảng quanh vùng 20 cộng đấy chị ARR cũng là một mã cổ phiếu rất nhạy ở trong nhóm ngành chứng khoán đấy, và À, chúng ta thấy rằng là đấy à, cái, từ phiên giao dịch ngày 3 đúng không thì chúng ta phân tích ở vùng 7.8 này đến vùng 18 là hỗ trợ và sau đó chúng ta hướng về vùng cảnh của cái tuần 19.5 Và trong tuần vừa qua thì chúng tiếp tục định hướng là vùng 18.5 sẽ là hỗ trợ và tiếp tục hướng về vùng 19.5 thì tuần này hoàn thành Và sau đó thì nó tiếp tục có một cái gáp tăng kéo lên vùng 20 có một điểm test, hai điểm test và phiên ngày hôm nay thì nó test quanh vùng 19.7 cộng trừ khá là đẹp như vậy tuần tới nếu có thì ở vùng 19.5, 19.7 test như thành công và trong nhịp này thì AGR dự kiến sẽ tiếp tục đẩy và nó sẽ đẩy lên khoảng quanh vùng 21 đến khoảng quanh vùng 21.5. Cổ phiếu VDS cũng là một mã rất là hay. Đấy, tuần này đây, VDS dự kiến sẽ công lên vùng cản 21 và chính thức hoàn thành 21 trên 21 khuyến mại thêm cho các anh chị 5 like. 21.5 và bắt đầu nó test tích lũy ở đây thì như vậy là gì ở đây nó có điểm 20.7 đến khoảng quanh vùng 21 khả năng tuần tới nếu có thì nó test về đây mục tiêu sẽ hướng về vùng cả tuần ở quanh vùng 22 cổ phiếu ORS cũng đánh tích cực và rất là ok trong tuần vừa qua thì như chúng ta có phân tích mục tiêu của ORS sẽ hướng về vùng 15.5 và chúng ta đã hoàn thành hoàn thành ở trong phiên giao dịch của ngày 15 và hoàn thành ở trong phiên giao dịch của ngày 17 và sau khi mà đạt đến cái target này thì như vậy là ORS lại có một cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 15, 15.1. Theo quan điểm của Hùng là được chỗ này là tích cực này. Hướng đến mục tiêu ở tuần tới thì sẽ tiếp tục 15.5, 15.8 và điểm xa hơn sẽ là vùng 16.5. CTS thì vô địch rồi. Nói chung là hết tất cả những cái cản kỹ thuật của nó ở trước mắt thì gần như là nó đã, nó đã đánh qua hết rồi các anh chị. Và CTS thì gần như là hết cản trung hạn rồi và chúng ta dự báo cái target kỹ thuật tuần nó hướng về vùng 42.5 khuyến mại thêm cho các anh chị ở đây là nó khuyến mại khá là xa đấy cái điểm này là đâu đó đến 43.7 có tức là nó khuyến mại thêm một một hẳn một chấm có không phải là là một like đâu đấy và sau cái điểm kéo lên này thì nó cũng đang có những cái điểm test tích lũy ở quanh vùng <laughs> 42 khá là đẹp như vậy với cái góc độ của CTS ở tuần tới ấy, <laughs> quanh vùng quanh vùng 41.4 đến khoảng vùng 42 Nói chung là khả năng thì CTS sẽ có những điểm test lại cung test lại cung test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy CTS sẽ tiếp tục đẩy và đâu đó dự kiến là CTS sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 45 MBS ở phiên kết tuần phiên ngày hôm nay thì MBS cũng kéo rất là 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 sung sức luôn các anh chị đó thì nó hoàn thành target vùng 30 và sau khi 30 thì nó dập dìu và đây là một cây nến giờ nó cũng kéo rất là khỏe với thanh khoản gấp 3 đường MA21 trên chặt cái thuật giờ sau một phiên kéo khỏe như vậy thì bốn cây nến test và đây là bốn cây nến test thành công như vậy tuần tới khả năng MBS sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 31 test tích lũy thành công vùng 31 thì nhịp này <laughs> nhịp này MBS có thể tiếp tục nó sẽ tiếp tục kéo lên khoảng vùng 33 đến vùng 34 và nó kéo cho đến khi nào cho đến khi nào thị trường của chúng ta phân phối hết tức là có thể nhóm ngành chứng khoán nó sẽ 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 sử dụng một số các cái mã cổ phiếu trụ chắc để nó đánh cái cái sự hưng phấn của dòng tiền lên và trong tuần vừa qua thì nhóm banh cũng đã có một cái vai trò hết sức tích cực mã cổ phiếu BIDV công thương uh, mã cổ phiếu STB liên việt postbank rồi TP bank SHB VIP trong tuần vừa qua thì nhóm ngành banh nó cũng có sự tạo lập khá là tốt để giúp cho chỉ số VN Index chúng ta có sự phục hồi. Ok, như vậy thì về cơ bản là các cái nội dung mà chúng ta đã có phân tích về các nhóm ngành thì cũng sẽ tạm dừng tại đây. Và một cái điểm mà chúng ta sẽ lưu ý cuối cùng, lưu ý cuối cùng. Thứ nhất, đấy là thị trường ra vẫn đang trong sóng hồi B. Và sóng hồi B này nó sẽ kết thúc khi nào? Kết thúc ở điểm nào? Thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Các anh chị nhé. Và Hùng cũng đến tại thời điểm này là Hùng cũng chả biết nó kết thúc ở khi nào. Ấy. Đó. Và uh, cái tuần tới. Cái tuần tới thì Hùng có mở thêm cái target sóng B lên ở khoảng quanh vùng 1.285 điểm cộng. Và lưu ý. Ở trong tuần tới thì nó có những cái điểm mẫu chốt. Đối với chỉ số VN30 và phái sinh. Ở vùng 1.295 điểm cộng. Test tích lũy thành công ở trên điểm đó. Thì như vậy là chúng ta mới. À, dự báo thì chúng ta mới dự báo được cái xu hướng tiếp theo là à, kéo về vùng 1315 và cái đích đến là vùng 1320 và xa hơn sẽ là vùng 1330 các anh chị lưu ý đến vùng 1295 đối với chỉ số phá sinh và chỉ số VN30 còn đối với chỉ số VN index điểm mấu chốt là vùng bảy đến vùng 1260 đó để mà lên được đến cái vùng 1280 1285 và thậm chí nó có thể mở lên đến vùng 1290 thì cái đấy cũng sẽ phân tích sau nhưng ít nhất là chúng ta phải nhìn được các cái điểm mẫu chốt vấn đề đó là vùng 257 vùng 260 đấy và cái sự luân chuyển dòng tiền ở trong thời điểm hiện tại thì cũng thấy rằng là banh chỉ mới kéo một phiên thôi thì ít nhất nó phải kéo khoảng tầm độ 3 đến 4 phiên để nó có đủ target để cho cho tạo lập họ chốt rồi tuần tới thì khả năng nhóm chứng khoán nó sẽ tạo đà nước rút tức là nó tại vùng đỉnh nó sẽ kéo <laughs> để kích thích cái dòng tiền nhỏ lẻ đổ vào đó là nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành bất động sản dân cư thì nhìn chung là trong tuần vừa qua không tăng nó chỉ đi tích lũy thôi và cái quá trình tích lũy đó thì khả năng nó cũng sẽ có một cái dòng tiền nào đó nó sẽ đánh một đến hai phiên đó, nó sẽ tạo sự hứng phấn rồi nhóm thép nó cũng đang nằm ở các cái ngưỡng kỹ thuật khá là hay đó thì có thể là họ sẽ tiếp tục kẻ thép và đặc biệt là nhóm cổ phiếu trụ à, nhóm cổ phiếu trụ trong thời gian vừa qua thì các anh chị thấy rồi đúng không ạ à, mã cổ phiếu vic vinhome rồi <laughs> G... PNG VDC, Sabico đó, gas. Và họ, tạo lập họ sử dụng những cái cái công cụ đó để họ đỡ chỉ số và chúng ta cũng thấy rằng là khá là nhịp nhàng. Và với cái cách vận hành của thị trường và cái cách kết thúc phiên uh, kết tuần như thế này thì chúng đánh giá rằng ít nhất là cái đà hưng phấn cái đà tích cực nó có thể lan sang được đến phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới. Và sau đó thì căn cứ uh, trong phiên và kết phiên thì chúng ta sẽ có thêm những cái sự phân tích chi tiết cho các anh chị em nhà đầu tư để chúng ta có những góc nhìn tham khảo bản phân tích tuần đến đây xin phép được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư